là Thiên Thư, còn đây là chị Anh Thư. Hôm nay hai chị em Song Thư đã quay trở lại và tiếp tục giới thiệu với tất cả các bạn một bộ đồ chơi mới, đó chính là chiếc xe cắm trại dành cho Barbie. Có lẽ các bạn đã thấy chiếc xe này trông rất quen thuộc trong bộ phim ngắn của ngày lễ 30 tháng 4 An toàn giao thông do chị Anh Thư và Thiên Thư làm rồi đúng không? Đây là một chiếc xe cắm trại, rất trông rất là bình thường. Khi chúng ta mở ra như thế này thì chúng ta có thể thấy được phòng phòng khách luôn. Wow, và ở đây chúng ta có một cái máng trượt. Các bạn có thể thấy nè. Máng trượt này sẽ đi đến đâu đây? Máng trượt này sẽ đi theo một cái hồ bơi. Wow. Và chúng ta có thể ngắt máng trượt vào đây. Và trên đây là một cái phòng ăn. Tuyệt vời quá các bạn ơi. Ăn ở trên cao luôn ha. Ủa không có ghế hả Thiên Thư? Ghế thì ở trong đây đây. Chúng ta sẽ lấy ghế ở trong chỗ lái xe này ra. Và trong đây là thành một cái nhà vệ sinh. Wow, ở trên đây là một cái đồ để lái. Và chúng ta có thể lật ra là cái bồn rửa tay. Và đây là những dụng cụ để đánh răng cho buổi sáng. Bên trong toilet này còn có một cái bồn vệ sinh. Ở đây là khăn giấy. Và đây là một cái chậu hoa để chân. Bên đây là xà bông để tắm nè các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ để hai cái ghế này lên trên đây nha. Vậy là đã thành một cái chỗ để chúng ta dùng bữa ăn rồi. Rất là đặc biệt ha. Đây là một cái phòng bếp nhỏ. Nhìn vào phòng bếp thì chúng ta có thể thấy một cái bồn rửa chén. Bồn rửa chén này giúp chúng ta là rửa những cái chén bát dơ ha. Đây là xà bông để rửa chén bát. Chúng ta sẽ đặt vào đây. Và đây là những cái ly để uống trà. Đây là một cái đồ để xào mì. Đây là một cái chảo thì đang chiên trứng ha. Đang chiên trứng ướp la. Và đây là những cái dĩa để chúng ta có thể thưởng thức những món ăn ngon. Ở dưới đây là một cái tủ lạnh để những đồ ăn thức uống. Đây là nước trái cây. Đây là một tô cơm thêm. Một hộp sữa. Và một vỉ trứng. Và bên đây là một cái khăn để khi rửa chén xong chúng ta có thể lau tay nè các bạn. Một cái bánh phụ. Và mở ra là gì đây? Wow, thật là bất ngờ. Đây là một cái lò nướng nhỏ để Barbie cắm trại, Barbie có thể ăn. Wow, tất cả gồm có 4 cây. Wow, và đây là một cái lò nướng nhỏ. Đã quá các bạn ơi. Mình có thể để kế bên cái hồ bơi để Barbie có thể vừa bơi vừa ăn luôn. Bây giờ chúng ta sẽ xem phòng ngủ nha. Phòng ngủ thì trong đây có một cái giường to, là một cái mền. Một cái mền để tối Barbie lạnh Barbie có thể đắp nè. Đây là một cái nệm. Và đây là hai cái gối. Cái gối thứ nhất là cái gối màu tím có hình Barbie. Và cái gối thứ hai là cái gối màu hồng có một cái chữ bờ, cũng mang nghĩa Barbie đó các bạn. Và trong đây là có một cái võng để cho em bé Chelsea có thể, của chúng ta có thể ngủ nè.
Wow. Ở trong đây thì có những hình như là cây đàn, một cái giỏ sắt và một cái ảnh hình Barbie và Ken rất là hạnh phúc đây. Còn hướng này là có những cái hình cây gối rất là dễ thương nè, có hình con cứu và một cái những hai cái gối hình vuông. Nhìn vào phòng khách thì các bạn có thể thấy có một cây đèn chùm để trang trí cho phòng khách, có một cái ghế sofa để Barbie có thể ngồi xem phim, và trong đây là có một cái tivi rất là to, và đây là một cái điện thoại màu đen nè để Barbie có thể liên lạc với những người quen. Nếu thích các bạn có thể lấy chiếc võng của phòng ngủ lên để vào phòng khách. Và phần mà Thiên Thư thích nhất đó là chiếc hồ bơi. Cái hồ bơi này đặc biệt có thể thả nước vô được luôn. Có một cái cầu tuột để Chelsea có thể tuột xuống nè. Bây giờ Thiên Thư sẽ thả nước vào thử nghiệm cho các bạn xem nha. Và bây giờ mình sẽ cho em bé Lika này chơi cầu tuột nha. 1, 2, 3. Vui quá phải không nào? Thử lại thêm một lần nữa nha. Rồi, 1, 2, 3. Thích quá các bạn ơi. Bây giờ chị Anh Thư sẽ cho những cô nàng Barbie của chúng ta lên chiếc xe này ngồi xem như thế nào nha. Chúng ta có ba người bạn, chính là Barbie, Skipper và Chelsea. Đây, Chelsea đây. Hello. Tonight, yeah. Let's party till the break of dawn.
chiếc xe này xong thì cất cũng rất là dễ dàng thôi. Bây giờ chị, anh Thư và Thiên Thư sẽ cùng cất chiếc xe này cho tất cả các bạn xem nha. Hai chiếc ghế này sẽ được di chuyển về lại chỗ cũ ở phía trước. Và những đồ ăn thức uống của Barbie chị sẽ bỏ lại vào bên bếp. Hoặc là tất cả các bạn có thể bỏ những cái đồ ăn thức uống nhỏ nhỏ này vào trong hồ bơi cũng được. Và đây là đồ nướng chị sẽ rác lại ở phía sau. Chúng ta sẽ thu lại cái máy trượt của Chelsea và cất vào đây, kéo xuống. Và đây phòng hồ bơi thì chúng ta sẽ xếp vào. Thế là xong. Nãy nào, bye bye. Vậy là video giới thiệu về chiếc xe cắm trại của Barbie đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Đừng quên like, share và subscribe cho Sống Thư channel nhé, để ủng hộ Sống Thư ra nhiều video clip mới nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Sống Thư love you. Chị đang quay phần tiếp theo đấy. Các em đang được xem cái phần behind the scene của chị đó nha. Chị có vai được xem thôi đấy. Tôi đã quay trở lại và giới thiệu với các bạn. Đây là một chiếc xe. Chúng ta gồm là có 4 cái đồ nướng. Tất cả gồm có 4 cây nó lại. Tất cả gồm có 4 cây. Và bây giờ chúng ta hãy đẩy gia đình Barbie đi cắm trại nơi khác nha. 1, 2,